Sao anh? Quá trời khủng luôn, cái bộ trang kỹ nè. Bộ trang kỹ thì là gỗ mông hay là gỗ chắc nhưng mà đen thui đó. Này thì mình nhờ có hai loại gỗ đó thôi, mình không biết là gỗ nào. Gỗ mông hay gỗ chắc mà dùng. Trường kỹ này trường kỹ xưa anh ơi. Xưa. Còn rất là sắc sảo. À, một cái bộ dáng chân quỳ nè. Hai tấc luôn anh. Khoảng tấc 8 vậy, khoảng tấc 8. Cái này là đúng không? 17, 18 gì á. Cái bộ dáng này tiền tỷ. Tiền tỷ á. Tiền tỷ. Chắc là. Bộ dáng này giá trị cao lắm. Đây là cái bộ salon ở chính giữa. Giữa nhà để tiếp khách. Quá trời khủng luôn, cái ghế để chính giữa nó dài hơn cái bộ dáng luôn. Những cái bộ salon này á, thì cái ngôi nhà cực khủng á, mới có thể là để hết, chứa hết cái. Đây là Cửu Long, Cố Trưởng Môn Hồ Văn Hợi, cái gì? Cửu Long Võ Đạo. À, tính vậy là ông này là bên võ thuật. Võ thuật á? Bên võ thuật. Vậy là cái này là cái biểu tượng của môn phái Cửu Long. Cái này cũng giống như là Cửu Long trên châu luôn nè. À, chính vào chính ngoài đầu nó Cửu Long đó anh. Mọi người thấy Cửu Long Võ Đạo, Cố Trưởng Môn Hồ Văn Hợi. Có nghĩa là cái vị này là ngày xưa cũng là một trong những trưởng môn bên võ thuật. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ Phú xin chào quý cô chú chị và các bạn. Hiện tại Phú đang đứng ở mỏ Cày Nam. Sau lưng của Phú là Lê Nha Trang. Hai anh em đang đi thì thấy cái Nha Trang này đẹp quá, mình xin vô quay chia sẻ cả tới quý cô chú chị. Và đây là phía trước mặt của cái cổng của hồ Lê Nha Trang. Sao anh? Đây giờ mình sẽ quay cái nhà từ đường là nơi thờ đó, cho tới gọi tới quý cô chú chị, rất là to lớn luôn quý cô chú chị. Thì phía trên đó là hình hai con rồng ở hai bên, và ở giữa là có mặt cái hoa văn gì đó mình cũng không biết. Ở đây thì được làm những cái cột rất là to lớn luôn, được dưới đây thì được làm gối lên là những cái chậu rồi đó. Và phía trong này là có những cái hoa văn, những cái màu rất là bắt mắt. Thì ở đây những cái này, những cây không biết là làm bằng bê tông hay là làm bằng cây gì không biết. Mình thấy sơn cái màu lên, thế nhưng mình nghĩ chắc là bê tông. Và đây là có một cái đoàn tiếp khách. À, phía trước này thì được gia chủ là đặt một cái chiếc xuồng sơn rồi đó. Dạ con chào chú. Chào. Dạ chú ơi, con đi ngang con thấy cái Nha Trang của mình đẹp quá đó. Dạ. Đẹp thì quay đi. Con xin vô con chia sẻ. Và ở bên đây là một cái chậu và để những cái cây tre. Một bên là chiếc xuồng. Và cái phía bên đây là cái khu. Dạ chú, ở trong đây là cái nhà thờ hả chú? Dạ. À, bên đây là khu mộ. À, khu mộ này thì được làm bằng hai ngôi tháp rất là đẹp luôn quý vị.
theo như sự ước tính của mình á, thì cái khu nhà thờ này và cái khu mộ này thì có thể là hàng chục tới bạc trăm tỷ, không ít, rất là to lớn, rất là rộng. Và phía ngoài đây thì được làm như cái lồng chim á, là cái để xích đu. À, phía ngoài kia thì được chú để một chiếc xe ngựa. Chiếc xe này là chiếc xe cổ mộ ngày xưa nè quý vị, cái cọc ấp nữa nè. Cái khuôn viên của cái khuôn tự đường này rất là lớn luôn, rất là rộng. Và phía trước đó là những cái cây mai được gia chủ trồng và thuê những cái anh này lại để vặt các lá rồi để đón Tết. À, thì giờ chú cũng đã mở cửa trong cái khu nhà thờ này. Giờ mình đã xin phép chú và để bước vào trong cái nhà tư đường này. Wow, trong cái khu vực này rất là rộng lớn luôn. Hai cái bức tượng này là cái hai bức tượng này là dạ. Là con nghe nói là ông cụ bà cụ hồi xưa là bán vàng ở ngoài chợ phải không chú? Quá trời khủng luôn, cái bộ trang kỹ nè. Bộ trang kỹ thì là gỗ mung hay là gỗ chắc mà đen thui đó. Này thì mình nhờ có hai loại gỗ đó thôi, mình không biết là loại gỗ nào. Gỗ mung gỗ chắc mà gì? Trang kỹ này trang kỹ xưa nè. Xưa. Còn rất là sắc sảo. À, một cái bộ dáng chân quỳ nè. Hai tấn luôn anh. Khoảng tấc 8 vậy, khoảng tấc 8. Này là đúng không? 17-18 gì á. Cái bộ dáng này tiền tỷ. Tiền tỷ á. Tiền tỷ. Chắc. Bộ dáng này giá trị cao lắm. Theo như cái khu từ đường này lại cái khu mộ ngoài em nghĩ chắc là hàng chục tỷ tới hàng trăm tỷ không biết thôi, nhưng mà thấy cái bộ dáng là cũng có mọi người thấy rồi. Từ đây đây là một miếng anh ơi, có một miếng hả? Một miếng hả? Đâu có lần đâu nè, một miếng không? Hai miếng chứ sao miếng được? Một miếng hả? Vì cây bự vậy hả? Trời ơi, đâu anh quay em đo ra. Đây, mọi người thấy cái dáng này mà anh Phú nói một miếng là mình cũng không tin luôn. Đây nè. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. 1m8 nha. 1m8 còn ở đây là tới 2m3m. Thật luôn. 1m8 khoảng 3m2. Mà sao có một miếng kìa? Thì cái cây lớn anh. Có cây bự lắm đó nha. Cây lớn. Thực ra thì những cái bộ dáng một tấm này á, nó còn chứ không phải là còn như lăng mộ của ông Lê Quỳnh Đức. Dạ, có một bộ Lê Quỳnh Đức là có một tấm rất là dài. Đúng rồi. Không có rộng như thế này. Rất là dài, nhỏ hơn không? Nhỏ hơn. Cô chú ơi, cho cháu hỏi cái này là một tấm luôn hả chú? Dạ. Rồi. Cái này là ghép lại. Chứ một tấm là hai tấm ghép lại hả chú? Ủa mình đâu thấy cái dấu ghép đâu ta? Người ta ghép hay lắm anh. Em nghĩ ở đây này, hay là đây này, có cái đường gì nữa. Chứ một tấm là của bự nữa. Có chỗ bự. Ở đây là cái ghế thờ nè. Cái ghế thờ này còn rất là cái này về giá trị dữ lắm luôn. Những cái bộ này là hồi xưa giờ mất tiền lắm. Và đây là cái bàn bán nguyệt của cái chương trình. Dạ. Cái bữa là cái bộ bàn này là anh Quốc đã nói cái bộ bàn gì rồi ta? Bán nguyệt. À. Là dành cho những cái vị khách nào ngồi tiếp khách hai bên để chính giữa chờ. Còn đây là những cái bậc tiền bối ngày xưa, chắc là cụ này là trước. Đây là hồ Lê Ra Trang Nhất Định rồi.
cây cột ở trong đây á là được thiết kế rất là lớn luôn quý vị. Đây giờ một cây cột này mình ôm chỉ có được nửa thôi, không thấy người ta luôn. Ủa, cột này bằng bê tông. Bê tông á. Nè anh coi nè, giờ ôm là có nửa cây cột không? Dòng tay ôm nửa cây cột không? Đi tới đây mà không thấy người ta luôn. Quá khủng luôn cô chú chị ơi. Mình không nghĩ cái thời buổi hiện đại bây giờ cũng có những gia tộc rất là giàu luôn. Đây phía trước cái nhà đó là một cái bộ salon cực lớn luôn quý vị. Cái bộ salon này lớn tới nỗi á là cái ghế giữa là như một cái bộ dáng luôn. Đây đây là cái bộ salon ở chính giữa giữa nhà để tiếp khách, quá trời khủng luôn. Cái ghế để chính giữa nó dài hơn cái bộ dáng luôn. Những cái bộ salon này thì cái ngôi nhà cực khủng mới có thể là để hết chứa hết cái bộ salon này. Cho con xin phép mở cái cửa giữa này được không chú? Được. Cái này nhìn mình nhớ không tới luôn. Trời cao quá. Thôi không được rồi. Bây giờ chịu khóa lại. Và đặc biệt á là mình thấy á ở trong cái gian nhà này có 3 bộ đèn trùng. Đây. Được quấn những cái sợi dây nhưng mà thấy dây này để xài cho xà lan. 3 bộ 3 khu. Rất là đẹp luôn quý vị, chú anh chị. Và đây là cái bức tượng bán thân của cụ ông và cụ bà. Cái bàn cái bộ salon này ở chính giữa là như cái bộ dáng luôn anh. Cái tượng bán thân thì được đặt trên hai cái gốc cây chạm rất là đẹp. Và ở bên đây là nghĩa tình dưỡng dục giữ ngàn năm. Giữ ngàn năm anh, giữ ngàn năm. Còn bên đây là đức sinh thành lưu hoàng hổ, hai câu thơ rất là hay luôn. Lưu hoàng hổ họ có nghĩa là nói lên cái tình dưỡng dục của cha mẹ và cái con cái đó, là mình phải biết lúc nào phải nhớ không hơn cha mẹ. Và ở chính giữa là được đặt một cái bức hoành phi để là đền thờ họ Lê. Và phía trên đây là bài vị của các vị, những bàn hương án, những chân đèn, những đồ thờ, những cái cây đèn. Tiếp đây là từ bi. Còn ở bên kia là hỷ xã. Đây là 14 điều dạy của Phật. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại, tự cao tự đại. Đó quý vị là tiêu chuẩn gì? Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự tai, tự ti. Đáng thâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Phá sản lớn nhất của đời người là tiêu vọng. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
thì phía trong này có một cái tấm dáng để là 14 điều của Phật dạy, rất là hay luôn quý cô chú chị. Và bên đây thì cũng có một cái tấm để hai cô tô hơi. Đây là cái những cái bàn thờ ở phía giữa gian chánh của đền thờ nhà Hậu Lê, được làm bằng những cái cây gỗ rất là quý luôn, được làm ba lốt. Đây là nghĩa tình dưỡng dục giữ nghìn năm, ân đức sanh thành lưu vạn cổ. Và hai cái câu thơ này đó là nãy nằm chính giữa hai cái cây cột luôn đó. Bên đây là hiện xã. Và phía bên đây là bàn thờ của các vị đời sau nữa. Điều đặc biệt là có hai cái ngọn nến sáp nè, của quý vị. Phú cũng đã từng quay chia sẻ ở trên kênh là ở trên cái chùa Miễn Sành ở quận 8 có những cặp đèn cầy khủng được đạt kỷ lục Guinness của thế giới. Và đây một cái bộ dáng chân quỳ nữa, là đặt hai bên đối xứng với nhau. Cái quỳ này thì được chạm cổ rất là tinh vi luôn, rất là bắt mắt. Thì bộ dáng này cũng như bộ dáng bên kia cũng dày, nó khoảng gần 2 tấc. Đây là toàn cảnh cái khuôn viên của cái đền thờ Hậu Lê. Ở trên đây em nghĩ là làm bê tông quá. Bê tông. Rồi rồi. Để rượu nè, anh lại coi rượu nè. Ở đây thì có đủ các loại rượu hết quý chú chị. Anh coi ở trên đây là có một cái là có chủ tịch nước Nguyễn Minh Viết có thể tặng. Nhân dân ta đời 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 dương các anh hùng liệt sĩ, kính chúc đại lễ trai đàn chuẩn tế kỳ siêu tỉnh Tây Ninh năm 2010 được thành công tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm năm 2010 chủ tịch nước Nguyễn Minh Viết. Đây là có hình của ông hay gì nè. Em nghĩ ở đây là nhà này là có người làm việc. Đúng rồi, nước là chức công khá cao. Hoặc là bà mẹ Việt Nam anh hùng hay gì đó. Nhưng mà em nghĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng thì không có được tặng gì đâu. Tôi sẽ để cái khác, cái này là đại lễ trai đàn chuẩn kỳ siêu. Là cầu siêu. Là cái lễ cầu siêu. Bây giờ thì chú đang dọn dựa để chuẩn bị trước ông bà gần tới rồi quý cô chú anh chị. Thì cũng dọn dẹp để phía trước của mộ thì mình thấy là hai cái cây làm bằng hai cái bình rất là lớn luôn. Đây là bên hông cái nhà từ đường của Họ Lê. Phải nói rất là khủng luôn quý cô chú chị, nó chạy dài xuống thuốc dưới kia kìa. Cái này mình nghĩ là số tiền để đầu tư vô cái khuôn viên này là nó hàng trăm tỷ đồng chứ không, nó là hàng chục tỷ đồng, không
không thể nào. Ở đây là có một Phật đẹp đó. Đá này đá trắng nè, đá này đá trắng. Ngồi lên nơi đây là người ta đều gắn hết những cái viên sỏi này. Và phía sau nữa là có những cây giống như cây chuối nè. Cái đó là cái cây cây chuối kiển. Chuối kiển hả? Y hình một cây quạt luôn á. Đúng rồi, kêu cũng là chuối rẽ quạt á anh. Và bên đây là cái chú ngộ ông bà. Mọi người thấy là hai cây chuối pháp sủng không? Em nghĩ chắc ngày xưa ông bà giàu. Nãy em hỏi được như là chủ cây tiêm vàng. Chủ tiêm vàng. Nhưng mà em nghĩ hai ông bà này có đi tu hành mới xây hai cái tháp này. Mọi người thấy đây là cái nơi xây theo cái kiểu rất là hay luôn. Chắc là mọi người chưa khi nào thấy đâu. Trước là một cái lưng đồng, nghĩ là không có lưng đồng mà cái lưng sơ màu đồng. Hai bên là hai con rồng. Và ở giữa là cái hồ nước nè anh. Và một cái đồng tiền. Một đây là Cửu Long Cố trưởng môn Hồ Văn Hợi. Cửu Long Võ Đạo. Tính vậy là ông này là bên võ thuật. Võ thuật á? Bên võ thuật. Vậy là cái này là cái biểu tượng của môn phái Cửu Long. Cái này cũng giống như là Cửu Long trên châu luôn nè. Chính vào chính vào đó Cửu Long đó anh. Mọi người thấy Cửu Long Võ Đạo. Cố trưởng môn Hồ Văn Hợi. Có nghĩa là cái vị này là ngày xưa cũng là một trong những trưởng môn bên võ thuật. Đúng rồi, đúng rồi. Long Võ Đạo. Cửu Long Võ Đạo. Bây giờ mình lên đi, lên đi. Coi thử bà có cái người nào mình hỏi gì. Thiết kế cái ngôi mộ này á cũng rất là lạ luôn mà quý cô chú anh chị. Mình khi mình bước lên đây là 1 là cấp, là 2 cấp, là 3 cấp, là 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, 7 cấp, 8 cấp. Ở đây là toàn cảnh hai cái ngôi mộ mộ tháp rất là lớn luôn. Trước là họ Lê, là cụ bà. Bà sinh năm 1920. Một ngôi mộ tháp khá là to, được xây trên một cái nền khá là cao luôn. Còn bên đây là của ông Hồ Văn Hợi. Ông Hồ Hồ. Cháu chào chú. Chú ơi, cho cháu hỏi cụ ông ngày xưa là bên võ thuật hả chú? Tại vì cháu thấy cái đồng tiền đó có Cửu Long Trân Châu rồi có để là trưởng môn luôn. Đúng rồi. Dạ. Đó, mà ngày xưa cụ ông là bên môn phái gì ạ? Phái Cửu Long. Phái Cửu Long. Cửu Long hay gì á? Bên Cửu Long Võ Đạo đó. Cửu Long Võ Đạo. Dạ. Là hồi xưa của ông dạy ở đâu ông chú? Dạy Sài Gòn á. Dạ, Sài Gòn. Là cũng là một võ sư nổi tiếng luôn hả chú? Nghĩ là nổi tiếng nha. Tại vì khi mà để cái tấm đó là cái thời kiếm võ sư người ta thấy lắm, nổi tiếng. Chú cũng là con cháu trong nhà luôn chú hả? Không, tôi là quản gia ở đây. Dạ, chủ đó. Quản gia. Hồi nãy là hỏi chú đó, chú kêu là có người quản gia. Cháu cái cần qua hỏi. Tại vì biết cũng nhiều. Chú làm ở đây lâu chưa chú? Mấy năm rồi. Mấy năm? Dạ. 4 năm. Dạ. Đây là nơi thờ chú. Chú chủ ở đây rất là nhiệt tình luôn anh. Rồi, rất là may mắn luôn. Ở đây là chú rất là
bên kia còn cái hồ nữa kìa. Đó là làm như nhà hàng thủy tạ rồi đó. Giống như là nơi đó để gia đình nhiều nghỉ ngơi rồi. Làm một cái đúng rồi. Để nó như bài có một cái. Do đó anh có cái hơi nước đó, nó ấy lên rất là mát luôn. Chưa để đó ra ngồi. Cháu cảm ơn chú nhiều chú nha. Dạ. Dạ, cái clip chia sẻ về cái nhà từ đường của Hồ Lê Hoa Trang và cái khu mộ của ông Võ Sư, cố trưởng môn Hồ Văn Hợi và trưởng môn của Cửu Long Võ Đạo. Tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào clip sau. Tới đây mình mới biết là ông ngày xưa là một trưởng môn của một môn phái gọi là Cửu Long Võ.